Rồi em xin chào quý anh chị nha. Hôm nay trời đang buổi sáng mưa tầm tã đây. Rồi hôm nay thì cái thứ hai đây, cái vé Phú Yên đây anh chị, số không có nhiều. Rồi ngày 18 tháng 9 đâu, số 14 đầu tiên anh chị, 14 nè, 32 nè, 56, 79, 97, 17, 35, 59, 72, 90. Rồi tới từ Đài Thiên Huế nha anh chị, từ Thiên Huế là 12, 30, 35, 20 nào 35 tôm không có rồi nha anh chị. Mà cái hôm qua có số 606 mà 5 tờ tỏa lại đại lý hết nha anh chị, không ai mua hết, tôm không tôm hết. Tôm tôm 35 chiều nay cũng có lý lắm nha anh chị. Rồi còn làm tôm tôm hôm nay chưa có roa, chết quá trời, chết chung cư rồi quá trời mà tôm tôm chưa roa. Rồi thì video đến đây em quay đến đây cũng xin là hết số nha chị, số rất là ít nha. Rồi anh chị có nhu cầu mua số thì liên hệ Zalo với em đó, 0963 6 3 4 7 1 2. Còn ID bằng 4514225273226. Đó, hôm qua em đổi được 6 tờ giấy số nha anh chị. Em quay 4 tờ, còn 2 tờ không có quay. Đó, cũng giá tốn đó. Có đâu. Trời mưa mà buổi sáng đi đòn quá trời. Học sinh rồi, công nhân rồi. Đường cũng chặt quá anh chị, đường cũng chặt mà bây giờ nguy hiểm quá. Giờ rồi mới chết một bạn gái ở chỗ cầu vượt Thanh Hòa đây. Em học lớp 12, nay dụng nước cầu và bị xe tải giảm. Đường đây không mở rộng được, chặt quá anh chị. Giờ cô điểm mà chặt lắm, xe tải bây giờ công trình nó chạy cũng nhiều. Xe máy đi gần xe lớn nguy hiểm quá. Rồi, thì anh chị ra đường rồi đi cũng cẩn thận, ba rải đi à. Mình đi xe máy ba rải đi nha anh chị. Còn mình nói xe tải xe lớn là nhiều khi công chuyện của nó tranh thủ nó chạy ăn chuyến rồi nó tranh thủ nó đi, tranh thủ chạy né cũng ngon, nó tùm lum hết cho nên là nó chạy nhanh. Còn mình đi xe máy ba rải là từ mình đi cũng được anh chị. Thôi thì tôi đến đây em xin tạm dừng nha anh chị, cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha. Chúc anh chị cô bác chiều nay may mắn phát lộc phát tài nha anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.